đầu đoạn video bằng câu hỏi cũ rích này. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao thành phố này lại đầy rác? Nếu bạn đã từng bỏ bậy một bó bánh như vậy, rồi sau đó tự nhủ chút xíu cũng đâu có hại gì, thì bạn có thể quên đi câu hỏi của tôi ngay bây giờ, vì chính lời biện minh cho sự lười biếng đó của bạn là câu trả lời. Hãy nhìn tấm hình này. Vì sao trong một đoạn đường dài như vậy, người ta không ném rác rải rác ở những vị trí khác? Vì sao chỉ tập trung ở ngay một điểm đó? Đơn giản là vì tất cả bọn họ đều bắt chước người đầu tiên đã khơi mào ổ rác đó. Một viễn cảnh rất quen thuộc, nhưng nó nghiêm trọng hơn bạn tưởng nhiều. Bạn chưa hiểu vì sao nó nghiêm trọng ư? Hay để tôi tái hiện lại cho bạn. Một buổi sáng nọ trên đường đi học, A uống xong hộp sữa nhưng không thấy có chỗ để vứt nó. Thế là A ném lại nó xuống một gốc cây, tin chắc rằng sẽ có người đến dọn đi. Nhưng trước khi người dọn rác kịp đến, B lại đi ngang qua. Và vì không thấy chỗ để vứt chai nước của mình, B ném nó cạnh hộp sữa của A. Tiếp theo lần lượt đến C, D, E, F, G, H, I. Và đến tận Z. Trong tấm hình này, người quét đường ắt hẳn phải đến sau E hoặc là F. Nhưng nếu không có người quét đường nào đến sau G, hậu quả sẽ là thế này. Vậy, bạn có từng là ai trong những người này? Là A hay là số còn lại? Cho dù bạn đã hay đang là ai trong số đó đi nữa, thì sai lầm chính không phải là đống rác mà bạn xả ra, mà là thói quen biết rõ mình đang làm sai nhưng vẫn cứ làm bất chấp hậu quả. Tuy vậy, giải pháp ở đây lại rất đơn giản. Nếu bạn là A, hãy học cách tự lập, đừng tin rằng sẽ luôn luôn có ai đó ngoài kia đến để sửa chữa tất cả những hậu quả mà bạn đã và đang gây ra. Còn nếu bạn là một trong số còn lại, hãy thôi cho phép bản thân mình mắc sai lầm. Đơn giản chỉ vì những người như A cũng phạm những sai lầm đó mà trông lại chẳng có vẻ bị ảnh hưởng gì. Thay vào đó, hãy làm cho chính bản thân bạn tự hào vì bạn là một người làm điều phải giữa những kẻ làm sai. Bạn có thể nghĩ rằng một vài người làm điều phải không thể cứu vãn được những sai trái mà cả thế giới đã gây nên. Nhưng xin hãy tin tôi, vì tôi đã sống như vậy cả đời mình. Có một lực lượng khổng lồ những kẻ không quan tâm đến việc bảo vệ trái đất của họ. Đó toàn là những kẻ ngu ngốc. Dù vậy, bởi vì tôi đang nói chuyện với bạn ở đây, và bởi vì bạn đang quan tâm lắng nghe, tôi tin tưởng bạn. Tôi tin rằng, cho dù tôi có gặp bao nhiêu kẻ ngốc nghếch trên đời đi nữa, thì những người tốt như bạn vẫn đang tồn tại. Những người có ý thức và biết quan tâm đến lợi ích chung. Và nếu bạn cũng có niềm tin như vậy, hãy tiếp tục lan truyền thông điệp này bằng cách từ bỏ hết tất cả những sai lầm nhỏ nhặt mà bạn vô tình vẫn đang làm. Bởi vì mỗi hành động đúng đắn của bạn sẽ đóng góp thêm một phần cho xã hội của những người tốt, và cũng có thể sẽ làm cho một kẻ thiếu ý thức nhận ra được sai lầm của mình. I'll say hi, but not reply to the letters that you write, because I found some peace of mind, cause I'm only as tall. My heart will let me be, and I'm only as small as the world will make me seem. And when the going gets rough, and I feel like I may fall,